Bây giờ đẳng cấp anh nó khác rồi nên off stream không cần dài dòng đâu ạ. Hôm nay bố mày off. Chấm. Có Audio nghe là gì có Audio ơi. Làm gì có cái vụ đó Audio ơi. Mẹ. Thề phá đó dở ghê á. Trời ơi, nó dí anh Trung luôn rồi. Liên hoàng này là cái gì nhờ? Liên hoàng là chạy với cái này à. Hai cái này cũng được nha. Hai cái này là cũng ok nè. Đi với lại thời gian hồi chiêu nè. Hai cái này đi chung một tí với lại thời gian hồi chiêu cũng rất ok. Lấy kinh nghiệm sớm nè. Kinh nghiệm sớm nè, Boomerang nè. Cái này phạm vi hiệu lực nè. Gone luôn nè. Lấy thời gian hồi chiêu nè. Đi đúng bài chưa anh em ơi, đi đúng hướng chưa. Lấy sát thương nè. Win rồi chưa, đi đúng hướng rồi đấy. Mình dùng Yumi chuẩn bị xuất hiện. Nó bắn đi đâu luôn nhờ. Số tia đạn nè. Rồi, nhiều Yumi nào. Đá thiệt len vô mỏ mày. Đá thiệt len vô mỏ mày. Chiêu cuối mày. Có mày. Rồi. Chết tôi rồi. Cứu tôi. Xu thỏ. Đá cuộn len mày. Áp sát tấn công gây sát thương lên kẻ địch ở gần 20%. Kẻ địch ở gần cắm đầu mà chạy, tăng 10 tốc độ di chuyển, giảm 15%. Cái nào nha? Số 3 đi ha, cắm đầu chạy đi ha, cho nó có tốc độ. Cũng được tới luôn á. Cứu chung. Trời ơi, nó ruột kìa, trời ơi. Trời ơi là trời. Cứu tôi với.
bắn sát ngay. Chỉ một tí cho xin một tí máu được không? Đây rồi, xin gì có đó. Vậy thì cho xin một tí qua màn được không? Có thể cho xin một tí qua màn được không? Biết không tình đâu, bắn kêu ra. Bắn kêu ra coi. Chiều đâu biết thôi, bắn ra đi biết. Cố somebody, somebody help, somebody help me. Nổ. Bắn ở đâu ba ơi, bắn ở đâu vậy ba ơi, bắn ở đâu vậy ba ơi, cứu tôi, cứu tôi. Ê, bắt đầu yếu nha, bắt đầu cảm giác mình hơi yếu rồi đó. Chắc đi làm nhiệm vụ bé vét quá nhờ. Em ngồi biết nhặt bắp em ép cô cái thằng ngô này. Nhặt bắp gì, nhặt bắp gì? À quên. Nó đâu? Chửi quá chửi. Chửi quá chửi. Bao trùm bóng tối. Kẹt rồi. Kẹt rồi, đéo thấy gì rồi. Kẹt rồi. Kẹt tôi rồi. Kẹt rồi bà con ơi. Bà con cô bán ngó xuống mà coi. Ủa cái cục máu mới thấy ngay mà ta. Cái cục máu mới thấy ngay mà ta. Nâng cấp. Chạy. Lượm hết. Máu. Ha! Đã quá. Đây rồi. Đây rồi. Bốc em ép đây.
Lắm. Châm. Bố mày châm. Bố mày nói thẳng mày luôn Việt Anh à. Việt Anh hồi nách. Cái này gì á, nhiệm vụ này là gì á, đóng hộp à, mang hộp về à. À, có 3 hộp à. Dễ vậy, sao có 3 hộp dễ quá vậy? Tan đất rồi ơi, nhận 100% hồi chiêu cuối ngon hơn cả sự sống, ta 30 kích thước. Thể chỉ cập trang 5 sách xương di diễn. 1 là ngon nhất nha. Nãy có 3 thẻ chi cầm, bây giờ mình lấy thẻ chi cầm là tăng được 15 sát thương rồi đó. Một miếng giấy tài vú thật. Lộn luôn đi. À, đi cái bùi này thì tôi nói thiệt với anh em, bây giờ là đứng yên một chỗ thôi cũng win. Đi cái bùi chuẩn chỉnh con này là con gì quá tên này nhỉ, chuẩn vãi liền, chuẩn đến từng cm một. Bật đầu bùi quá chuẩn. Chơi tí thì cuốn cho nó rồi. Bây giờ nhiệm vụ bé vét thôi. Đừng có cản anh. Để anh đi. Để yên anh đi. Nào đụng vô anh uống đó. Anh mệt mỏi tụi mày quá. Chẳng sàn ra. Nhảy nhép. Thank you.
Ta auto target là không quen anh em ơi, không quen, không quen. Không quen, chưa quen. Mình chơi sao mình thắng được rồi. Sao lại phải đi theo một cái phơm chữ của bất kỳ ai đó. Mình có một cái gì đó riêng của mình chứ. Cá ăn nhanh là cái gì, cá ăn nhanh là gì? Cá ăn nhanh à, là phải là cá ga, cá ga. Cá ga. Yeah, vậy vụ thất bại, tự nhiên bước ra vòng, thất bại luôn. Tự nhiên bước ra xong thất bại luôn. Ngu chưa? Ngu bại luôn. Không biết nhiệm vụ đó là cái gì. Đang để lại chí mạng lên. Mọi người Yumi nào. Yumi có Yumi. Chuyện gì đây? Chơi đuổi bắt, bắt lấy cái thanh đỏ. Giờ chỉ anh Ngô Đề Sư chưa? Đồ. Có hoàn tây bất khả chung. Chửi nông quan. Sưu tầm thẻ nè. Kích thước chuyển hóa nè, hồi lại 20 máu mỗi giây. Giảm 60% máu. Áp sát tấn công. Full tấn công. Cứ full tấn công mà làm. Cứ full tấn công mà bam. Con này ra điều chuột họp đang lắng anh ba. Máu, 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 máu. Trước khi vô boss, máu, 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 máu đâu? Máu đâu? Quá đủ sát thương luôn rồi.
bình tĩnh anh A Chóc ơi, bình tĩnh anh A Chóc ơi, bình tĩnh. Anh xin được chết thì em sẽ cho. Anh chỉ mong anh bình tĩnh. Hai sao chứ một sao gì anh em, hai sao. À, chết mẹ nó, xích tôi lên, xích tôi lên, xích tôi lên. Lên cái nhạc làm như căng thẳng lắm vậy, trong khi chết tới nơi.